bà tiệm cửa cũng to thế. Thủy mày gặp mình đưa hai bước lên xe. Bà tớ bị phát được. Bà rơi lúc nào vô tình chân chắc vào nhà. Không, có tiếng sâu anh mọi người. Bỏ đi. Gặp mày quá, tầm mấy mấy triệu. Ở đâu? Cha có bạn có bè gì mà để bà nắm xe đấy. Lên đây. Chú rửa xe bẩn. Còn cái gì? Chỉ lời như thế khác. Mấy trăm cây nhỉ? Huy bao nhiêu tuổi nhỉ? 49 tuổi bác. 49 này. Nằm chưa nhỉ? Một đứa sâu ở đây. Biết đi thì cũng ngựa đâu. Đi ngựa kia rồi. Xong chưa? Xong chưa? Đấy. Đi con ơi. Thầy vào trong kia thầy đèn thầy viết cho thầy ngồi. Thầy lưu động. Đây bà để làm cái bàn lưu động. Cái số tối hôm qua mới đi giấy thì đã viết. Hết xong này rồi, xong bắt đầu. Các bà đi thì tính các ông đi mấy đâu. Các ông chỉ đi cắm biển tham nước là cắm biển được ăn với con đi. Đi lễ biết này toàn thứ nước là các bà. Thì mới làm bến xe thêm mới rộng, làm thêm bến xe gì đấy, múc đất thì làm thêm thì đông quá. Thế này cứ bảo đi được cũng phải ít lắm, đi được đâu lắm mà nó còn đông. Cái này tháng 3 đi rồi, lần quay 6 bạc rồi. Quay chúng quay ông xoáy cả quay thằng xoáy cả này lên mạng. Quay thì phải đi được đâu, quay thì có bảo có bảo là nhanh quá thì đi được, quay thì phải đi được đâu chứ, cái đi đằng này quay cái cuốn rồi rồi đấy, trước mua cái màu nó cứ tươi tươi như này nó dài. Bye bye. Bye. Ông này đi cùi chỉ là nghe em lạc nhẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này đi đầu tiên. Hôm nay tôi đây đầu tiên. Hôm nay mình lên đời nhá. Ừ. Đầu tiên. Thank you.
gọi đi. Nhưng bà lại lạc lối đi. Đi là bà lên đây một lần rồi nhưng bà đấy. Đi ra bà ngủ trong đấy. Không đi ở đâu mất rồi. Mẹ con chị em đi chém cái kia đằng nào ấy. Nhưng mà luôn rồi đấy. Bác rồi ạ. Cùng đâu ấy. Cái này cứ sức lợi, cứ túi, cứ sợ, lấy cho hết. Lấy cơ hộp kia tới, chúng ta đem cùng mình làm. Nó cứ thấy đấy, mình phải lấy. Câu này. Câu này. Câu này. Câu này. Có số em đi các gọi cái này gọi mà ở trong kia là không có đây kia nữa. Đây kia nữa con về chúng ta này. Có chạy qua đấy không? Chả biết đâu đấy. Cái gì? Bây giờ em đi học cô em đi cái gì làm cái đi mang lên mang lên này đi uống lên cái bảy cây ở cửa gì alo anh ơi một chiều bước vào đầm ba cái này đi tìm chồng thật. Lúc lúc thì sợ lạc, lúc thì sợ đau quá. Sợ lạc. Cái đó xe là phải lắm rồi. Đi vào cái sau
sau sau cái này rồi không dạ không nghe có con Đứng em quay cảnh đứng đứng đây cho nó khóa.
Mẹ ơi, cái lọc đi này.
Đi thôi, đi thôi. Trinh ơi, có một tất này à? Một tất được, sao được? Một thằng. Mày gần quá. Đi về xe sau đến đây. Lên Tam Đảo là đi lên Sa Pa. Ủa thế à? Mình không lên Tam Đảo thì thôi. Mình lên Tam Đảo lại lên nữa. Lên phí tiêu gì phí tiêu không chơi phí Ngồi ra đây giúp em ấy.
quay cái kia là mình làm mình cái này Thank you.
kêu bao nhiêu phút cáp treo nhỉ? Chắc 10 phút à? 12 phút tiếng. Làm gì lấy đâu mà? Không 12 phút thôi. Tiếng gì lên trời? Sướng. Cứ càng cao càng thích cái gì nữa. Chưa cao bằng yên tử. Yên tử cao hơn. Yên tử rộng ngược. Rộng đứng trời sợ. Yên tử cáp treo lần thứ hai mới rộng, mới dốc đúng không? Lên cáp hai mới dốc. Thầm lần đầu tiên đi cáp treo. Kia hoa đơn trắng nhiều là gì? Hoa đấy nhiều lắm, ở rừng mình nhiều lắm. Hoa ban. Hoa ban. Hoa ban trắng. Không phải hoa ban ạ. À. Cái loại gì mới là ngọt hơn ấy. Hoa ban thì hoa ban. Thế chị quê đâu? Dạ. Treo Hà Nội. Hà Nội à? Vâng. Đây cũng Hà Nội. Hà Nội 1, Hà Nội 2 chắc. Ôi giời ơi, vào hồ. Ôi giời, bà Xuân sợ. Bà Xuân lần này mới dám đi đấy. Quen là không sợ. Mọi năm quen mà. Chả thấy đi đâu. Chị không mở mặt không sợ đâu mà. Đấy, đang xuống, đang xuống. Xuống là lên bây giờ đấy. Thế mà bác đi Yên Tử thì chắc không đi được. Yên Tử chắc đi bộ. Đi bộ thì hai ngày. Em cũng chưa lần nào. Trung cư cao nhất Hà Nội mà sợ. Để đúng lưng trên làm mấy cái que kia phải làm cần câu vút đẹp. Để măng này là măng ngon mày. Măng măng ở Yên Tử ngon. Măng ngon. Ngọt. Măng nhỏ nhỏ ngon. Yên Tử là măng trúc. Măng trúc măng ngon. Măng ngon lắm, ngọt lắm. Đấy, luộc ngon. Vâng, ngọt lắm. Tuần bé bé này nhiều lắm. Đây thằng trúc này. Còn cấm đấy chứ, còn bẻ hết, cấm đấy. Thế cấm đấy. Cấm á. Không cấm còn bẻ thiệt. Để bao nhiêu rồi nhỉ? Nhiều chưa? Người đi bộ lên đấy. Mùa này là mùa măng mà. Măng rừng là bao nhiêu? Ăn măng độc lắm. Độc gì? Măng ngon độc ấy. Độc là độc ngâm, ngâm người ta mới độc. Thế còn mình ăn tươi là ăn tươi vẫn bị, vì hại máu. Độc hại máu. Hại máu, ăn ngon mồm hại máu. Người đi bộ đi, có người đi bộ. Đấy, đây người đi bộ. Nói rồi, sướng mồm khổ thân. Chéo sang. Sắp quá, là. Nhìn rõ nữa, nhìn rõ. Có thua. Giờ sắp nó tới nó, nơi rồi. Bây giờ nó mất điện cái, xong nó dừng rồi. Lại, nó cứ lơ lửng ở đây, nó không đi, nó không lại nữa. Chả sao, cả. Có thì không có. Cứ ngồi trên này mà. Nó cứu hộ này. Nó có điện dự phòng. Điện yếu là nó... Điện dự phòng. Nước luôn. Thích nhỉ. Này sao thiên nhiên, sao tự nhiên lại nhỉ? Ban tặng cho. Đang lên độ cao. Lạnh thì đúng màu, yên lạnh nha. Có màu rất lạnh đấy. Thì đây nó nên tính nữa tới tam mày, đảo. Mày mà nó hơi rét. Ủ tay. Nút được bọt vào. Em thu gì đến bay các bà chỉ đi ủ tay nữa. Mày chưa thu mới bay cả sợ nữa. Máy bay lại có cái sự an toàn là không này. Là không lo lắng. Rừng rậm nhiệt đới đúng không? Bây giờ lại đi lại đang nhở? Cô chị vẫn thích cá mú lắm. Ở đây rừng cũng là chủng nha, dùng không pháo hành nha. Dùng nguyên sinh nhá. Nguyên sinh. Nguyên sinh nhá. Dạ. Cá ngon, ơi ngon. Và rẻ nhỉ. Khiếp, hôm đấy khiếp có 250 cân. Rất rẻ. Và ở đây á, chị em mình ngủ hả? Ở đây á, không ở Lý Sơn. Ở đây nó lên đến. Ở đây bao nhiêu tiền cân? 300 đến 400. Ai bảo 300? Ai bảo 300-400 triệu mấy một cân? Giỏi. Cái gì? Cá mú. Cá mú đỏ. Cá mú đỏ đấy. Hơn triệu. Thế mà hôm đấy nhở? Rồi ôi mà mình mua chị em nào cái thùng xốp vẫn còn. Cao này hơn 100 mét này. Hơn 100 mét đấy. Không biết nha. Cái cây này nó vọt cao nhỉ? Cây rất cao. À, tới nơi rồi. Tiền hết rồi. Ngồi lại. Ngồi ngồi quay lại chóng mắt hơn là ngồi. Vui trên máy bay. Quay xuống này. Nó nói vẫn nghe tiếng. Ở bên kia nói vẫn nghe tiếng. Mà ở đây này. Ờ, ờ đây nhỉ. Khe hở. Đây, bộ này. Đồ nó xít vào. Đồ nó bắt đầu vào gan. Vào gan đấy. Xít vào. À, cần bộ xa nhá. Tới kia nhá. Phải đi bộ đoạn. Bộ đoạn đấy. Đơn giản đâu.
giống kiểu chùa Hương đấy, đi bộ. Chùa nào cũng đi bộ. Tôi chạy chạy bằng dây cáp. Phanh, nó phanh rồi. Chạy bằng cáp. Hết tiền. Bà này điên là mẹ đã bắt cái này để trước rồi thôi. Bà tôi cười đã đi cho thế thôi. Thì ra là đây là dép kìa, thấy không? À, dép đấy. Tôi định dép đâu, nóng lắm. Cái thông ở cái thông cô bà chị yêu nhỉ. Đừng lấy cái kia uống con, tôi lấy tí thôi. Con ơi.
lên đấy để đi vòng bên kia. Thì nó mày đi vòng ra mày lại không nói gì. Những người mà bây giờ họ mới lên đấy sao? Quay dự ái.
thế nào? Cậu, ok thì thắng. Có hôm qua trong mà đi lên trên này mưa rào to ơi là to. Nước nó cứ tràn đi này. Thích nhé, cháu thích. Cháu nhìn ôi trời ơi, ôi đẹp thế. Ôi giời, mưa ơi là mưa. Ôi trời ơi, sướng đi, đi. Thỏ nó còn lên mà, chứ thỏ nó còn sớm. Sớm mà không vì xa về trước giờ nó có 3 giờ. Ô, nhà đến giờ này là được 2 bữa rồi mà từ sáng chưa ăn uống gì mới giờ mới xuống chùa mới ăn chùa gì rồi thôi thôi đây có lỗ này có lỗ khi bọn leo bộ quay chú cái chú chả quay chú rồi chú để cháu toàn cái chú chả được cái quay một cái nào chú chả được quay gì à chả nhìn thấy ở trong bao giờ bây giờ nhà đừng đưa mạnh này nó xoắn từ từ thôi nó êm rung rung ôi cô chú là ở đâu đây chú chủ Hương à chủ Mỹ Đức đi ạ à? Mỹ Đức nghe chủ Hương luôn vâng. Cháu chú người chưa cháu đi mấy lần rồi năm nay vẫn đi ra đằng nào cũng thế cứ đi cho nó vui vậy đi đầu năm đi mỗi năm đi 2-3 lần tốt quá chú Hương chắc cô chú đi nhiều lắm nhỉ ừ liên tục nó khách đi liên tục hay quen về là sớm đi ôi không cháu quê đâu cháu Hà Nam Hà Nam à chả mày phải đi hết Hà Nam đi cạnh chú Hương nữa vâng đi xe tí mà chú chú hỏi thật là hai tiếng nữa đi ăn chưa cháu vợ chồng rồi à thế à ôi chứ hôm nay không cháu không đeo thì ra ngoài đường cháu ngoài luôn tí chứ nhà mà nhà cháu có một bé rồi cháu được 3 tuổi rồi kệ chúng bà cứ ra đường chúng bà không tươi về nhà chúng bà cứ yên Hà Lam này chú mà con gà cái là 3 tỉnh nghe rõ vâng Hà Nam đi chú Hương thì gần nhau một cái con sông qua cháu đi chú Hương thì cháu đi ở Phủ Lý được đúng không vâng cháu ở Phủ Lý luôn mà Cả Phong đấy vừa qua mày qua cái chỗ bán vé Khả Phong này lên trên này là chú ôi không ở trên Mai rồi cái cổng vé là cổng vé trên Mai vâng ui thích quá tham đấy tham bạc đây đẹp nhỉ tham bạc đây nước chảy ra không chỉ mái nhỉ nước nó đục nó nhỉ không nước trong mà trắng chứ nước nó cho đổ trắng xóa thì nó chảy đúng đúng suốt ngày chảy nhiều nước nhỉ suối chảy quanh năm ngày tháng nước từ trên đỉnh núi nó xuống mà nước cứ thế uống luôn còn sạch hơn nước mình thế à không phải là nước bơm đây suối đây ai lên đỉnh núi mà bơm ở đâu rồi nhìn thấy kia mà trong kia cũng có điện nhỉ vâng điện lên mặt trên đấy chứ kia bên kia cả ở đâu chả có người ta kéo được cái đường đấy là đường nối đi bộ mà ấy người ta còn kéo lên tận trên kia được điện này ở đấy thì nó quá nhạt nhòa bà ơi vừa nãy con đi con nhìn thấy thác nước đúng rồi vừa nãy con đi suối là suối hết quả này nhưng mà có hôm đi còn nhìn thấy cá nó bơi ở đây mà nhưng giờ này không thấy đợt đấy đâu nước đây thì đợt này nước chả có nước bao cảnh đẹp trên chân ôi núi non hùng vĩ như này của mình đẹp đĩa ai ca đây là nguyên sơ này con người chưa có tác động mấy đây không được khai thác chứ đây nhiều rồi chứ họ nên họ hái măng họ hái nhiều chứ nhưng mà ý là chỉ là những cái tác động nhỏ thôi suối chặt phải cây không chặt được không họ bảo vệ đấy lấy măng thôi bà ơi bây giờ cứ học hát lấy măng thôi lấy măng lấy củ dung của măng đúng rồi còn suối củ dung không được chặt củi dung chỉ lấy những cây mỏng một cái quần áo này. Ôi, quay quần áo kìa. Quay quần áo kìa. Cái cây này là trúc chứ không phải là trúc. Trúc phải đẹp. Măng trúc ngon lắm đấy. Măng mai mà. Người ta vẫn ở đây người ta trồng rau. Măng mai chứ anh. Đây măng trúc đâu? Măng mai. Đây tụi ta sống ở đây đấy. Đấy, cái nhà kia này. Nhà đây đúng là gọi là nhà dân tộc này. Cả một quả núi một cái nhà này đâu đâu xây không nhìn thấy nhá mỗi một cái nhà kia luôn còn chưa nhìn thấy không hiểu là nó ở cái gì nhỉ thế ăn uống nước thôi nhỉ ở nước đây lấy luôn này suối luôn nước suối nhiều nó buồn ở đây nhiều sóc cực kỳ nhá
Vâng, xong. Hôm bà, hôm đi chùa Hương ấy. Hai chị em. Hôm đi chùa Hương ấy thấy nhiều sóc thế, nó vào những cái cây gạo ấy. Sóc nhanh. Thời bây giờ là ấy tao xưa ít đi chơi mà. Người xưa vất vả lắm, khổ lắm, không đi chơi này đâu. Phí, bây giờ có ít tuổi. Bây giờ đi đấy. Rồi. Mới 60 mới đi đấy. Bây giờ mới hưởng thụ. Bây giờ này mà cháu còn tốn cả việc phải đi chứ. Ngày xưa tao trẻ nào bỏ mẹ đi đâu. Ui, bà, cây. Này, đi vào đền cô Chín ấy. Thế là tự nhiên cháu mới... đặt lễ cái thì ở xa bảo là em ơi lễ thế là bảo đặt xong cái thế là cô Chín cô đang khóc to hơi to thế cũng nghĩ luôn cái gì vừa đập vào thế là cô lấy lễ lộc cô đưa phát cho đầu tiên bà ơi thế được tí nữa anh nhà cháu bắt đầu giờ cô lại thứ hai rất là ngoại anh nhà cháu mới chạy ra thì bảo cô cái cô rút ngay ví của cô ấy là cô lại cho đọc luôn. Bảo biết cô là ai không, cô là cô Chín Thượng Ngàn. Sướng thế. Đoàn đi có mới hai vợ chồng được đấy, không ai được. Sắp đến đó kìa. Đi ăn đi ăn thôi đi. Nơi đấy. Đọc ai nhà? Tấn Câu. Vâng, nhà nào người. Help me. Ê, đường xe điện đẹp thế kia. Ôi, sắp hết mất rồi. Thế là sắp phải về rồi. Trời ơi, sắp hết rồi. Ấy, họ đi đây vẫn đông lắm này này. Có đẹp. Cái cáp nào cũng đông mà. Về cho ăn TV đẹp lắm này. Ừ, đẹp lắm. Chán quá hết rồi. Không muốn đi nữa à? Thằng ngồi đúng rồi. Bình thường. Nói rồi, chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
động thì bắt lẹ bắt làm. Mai, mai kia. Mà đi vòng vòng chỗ kia rồi mà. Trường Thiêm tìm chỗ Kiều Mạnh 0102 đấy. Trường Thiêm mà nó lên xong nhá. Thiếu ăn lên xong nhá. Xong rồi tìm chỗ cứ bấm tìm Kiều Mạnh 01. Chú Trường Thiêm bấm vào chỗ là cái chỗ Trường Thiêm đã bình chọn đấy. Nên là Trường Thiêm nhá. Xong nó lên có chỗ hình thương này, có chỗ Trường Thiêm. À đã mấy nghìn mã suy chọn đấy. Bấm vào đấy. Xong tìm là tìm từng ấy một chỗ Kiều Mạnh. Là nó có. Ôi, ta cái kiểu gì đấy? Rồi. Chỗ điểm chợ ấy mà, chợ ấy đó mà. Chợ. Họp chợ. Đây nào đây. Kia đấy, lên kia đấy, chùa mình lên đấy, lên đấy. Ừ. Đấy, chùa lên đấy kia, chùa đấy. Gần gãy mất đấy. Hãy
Động đấy đâu vậy?
Đâu? Nhanh không kịp. Đâu rồi? Cái gì đó bỏ đây này, cái này. Thầy bác quay cho cháu rồi. Đang quay cháu mà. Ai, quá đẹp. Cái này về xong đưa xong luôn ở màn hình. Cho được. Ừ, cho TV. Xin cảm ơn các anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin đâu nhỉ? Bác đi vào trước rồi. Bác xin vào trước rồi. Đi thôi. Bố là gì đây? Chưa đi. Đây đây mà, đây đây. Đây cơ mà. Thank you.